để chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10. Sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện giám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục thi hành án dân sự Đà Nẵng. 10 tháng đầu năm nay, Cục thi hành án dân sự phải thụ lý mới 7.609 vụ việc với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2020, Công tác thi hành án dân sự năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là thời điểm 3 tháng cuối năm, công tác việc tổ chức thi hành án không thực hiện được. Mặc dù đã bám sát kế hoạch công tác năm và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải quyết án đạt 62% vụ việc và về tiền giải quyết đạt tỷ lệ 17,3% nhiều vụ án rất khó thi hành. Có trường hợp số tiền phải thi hành lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý, liên quan chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương, vướng mắc về hiện trạng tài sản, dẫn đến chưa thể xử lý tài sản đảm bảo. Người phải thi hành án thường có thái độ chống đối gây khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những trường hợp cưỡng chế liên quan đến nhà, đất. Nhiều đơn sự lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để cố tình kéo dài thời gian tổ chức thi hành án.